それこそつづちゃんばいそめぼみてみよう。それこそばいようにいいですか？ようにします。第三呀，白兰鸽，懂吗？白兰鸽没好过ようにいい，没好过ようにします嘛啦。ようになります，いいですか？ようになります呀。来第三呀，兰鸽它动词体积来，懂吗？兰鸽动词体可能，就体词连，搞不ようになります。简单些呀，是态度，懂吗？简单是态度，为啥？为可能，từ không thể thành có thể。các bạn có nhớ không? À, tôi đã có thể đọc tiếng Nhật đúng không? Đấy, Nihongo ga yomeru yo ni narimashita. Bạn nhớ là gì đây? Yo ni narimashita đi với động từ thể khả năng đúng không? Thì động từ thể khả năng đó thì phải đi với trợ từ gì đấy? Trợ từ ga đúng không? Là Nihongo ga đúng không? Nihongo ga yomeru yo ni narimashita. Tôi đã trở nên có thể học tiếng Nhật nhá. À, có thể đọc được tiếng Nhật. いいですか? Tôi đã trở nên là có thể đọc được tiếng Nhật.Đấy, nhưng hôm nay mình không học với yoni narimasu nữa, mà mình sẽ học với lại yoni shimasu, いいですか? Yoni shimasu nhá. Đấy thì cái shimasu nó thể hiện gì đấy? Thể hiện ý chí của người nói vào đấy rồi, đúng không? Thể hiện cái gì đây nhỉ? Cái hành động đó đúng không? Là gì đấy? Cho chủ thể người nói chủ động, いいですか? Đấy thì cấu trúc này mà ý nghĩa là gì? いいですか? Đấy, ani yoni shimasu. Đấy thì cấu trúc này mà ý nghĩa sau đây. Hay, dōryoku shite, ani suru desu ne. Bản thân người nói, cố gắng làm hành động gì đó. いいですか?Bản thân người nói cố gắng làm hành động gì đó nhá. Ví dụ gì đây? Tôi cố gắng là mỗi ngày sẽ đi bộ 5 cây. Hoặc là tôi cố gắng là mỗi ngày sẽ ngủ trước lúc 8 giờ. Đấy, hoặc là tôi cố gắng đúng không? Mỗi ngày đúng không? Sẽ gì đấy nhỉ? Nghe tiếng Nhật 5 phút chẳng hạn. いいですか? Thể hiện nhân sự cố gắng của người nói sẽ làm cái gì? Hoặc là gì đấy? Sự cố gắng của người, sự gì đấy nhỉ? Người ta đang cố gắng làm hành động gì nhá. Đấy thì mình dùng bằng yonishimasu.Thì cách kết hợp với yonishimasu này nó không giống với yoninarimasu. Đằng trước nó không phải động từ thể khả năng nữa, mà kết hợp với yonishimasu mình sẽ kết hợp như sau. Cố gắng làm hành động gì thì dùng với thể được, cộng với yonishimasu. Cố gắng không làm gì, động từ chia thể này, nó cộng với yonishimasu. いいですか? Nhớ nhá, cố gắng sẽ làm hành động gì thì chia hành động đó về thể được. Còn cố gắng sẽ không làm hành động gì thì chia hành động đó về thể này. いいですか? Thôi, bạn hãy ghi nhớ cách hợp vào nhá.Cố gắng, bản thân người nói cố gắng làm cái gì thì đi với thể được. Bản thân người nói cố gắng sẽ không làm gì thì đi với thể này. いいですか? Rồi sau đây chúng ta cùng nhau luyện tập của chúng ta phát này nhé. Hãy レブに行きましょう。はい、1番。これからは遅れないようにします。これからは遅れないようにします。Mình có これから là từ sau, từ bây giờ trở đi nhé. Từ bây giờ trở đi sẽ là これから。これからは遅れないようにします。Mình có 遅れます là đến muộn nhá. Và 遅れない gì đấy? À, vô định đúng không? Mà nghĩa là không đến muộn. いいですか? Và có chút là ようにします thể hiện gì đây nhỉ? À, sự cố gắng đúng không? Từ bây giờ thì tôi sẽ cố gắng là không đến muộn. いいですか? Từ bây giờ tôi sẽ cố gắng là không đến muộn nhá. Ok ですか? Rồi tiếp theo nhá. Ê, khi trời nắng đúng không? Thì chúng ta hãy cùng nhau nhỉ? Cố gắng là uống nhiều nước. Rồi vậy khi nóng là gì đấy? À, nóng là atsui đúng không? Sẽ là atsui toki.À, cố gắng uống nhiều nước. いいですか? Uống nhiều nước là gì đấy? À, mizu o takusan nomimasu đúng không? Thì uống đúng không? Uống là gì đấy? Cố gắng uống thì là khẳng định đúng không? Thì nomimasu mình chuyển về là đúng rồi, thì là nomu nhá. À, mizu o takusan nomu yoni đúng không? Cùng nhau làm gì đó thì shimasu mình chuyển về là shimasu nhá. Các bạn nhớ là gì đấy? Thể hay thì của câu sẽ chia được từ shimasu nhá. Cùng nhau làm gì sẽ là shimasu. いいですか? Atsui toki.水をたくさん飲むようにしましょう。OK ですか?はい、見てください。暑い時は水をたくさん飲むようにしましょう。Khi mà trời nắng nóng ấy, thì hãy cùng cố gắng là uống nhiều nước. OK ですか? Đó nhá, cùng cố gắng là uống nhiều nước nhé. Ừ. Đấy thì có chút ngài nhấn mạnh vào sự cố gắng. いいですか? Nhấn mạnh vào sự cố gắng nhá. Rồi, tiếp theo chúng ta cùng sang câu số 3 nhá. Hãy, đã đặt tặcことばですね。習ったことばはすぐに使ってみるようにしています。いいですか？あ、見とけないでね。あ、ようにしてます。でも、まあ、何だい？vẫn đang cố gắng。いいですか？だいさいね。tôi vẫn đang cố gắng là gì đây？うん。trước quá là gì đây nhỉ? À, kotoba đúng không? Kotoba là sao nhỉ? À, narata kotoba, nghĩa là những cái từ vựng mà mình đã học đúng không? Narai bắt là học nhá. Narata là học. Rồi những cái từ vựng mà tôi đã học đấy thì sao nhỉ? Tôi đang cố gắng là gì đấy? À, sugu ni, ngập tức đúng không? Tsukatte mimasu đúng không? Đầu từ hệ T của mimasu mình học rồi mà nghĩa là thử làm cái gì đó đúng không nhỉ? Đấy, thì tsukatte miru you ni shite imasu mà nghĩa là cố gắng đúng không? Cố gắng là gì đấy? Dùng thử cái từ ấy luôn. いいですか? Ừ.Tôi đang cố gắng là sao nhỉ? Ừ, tôi đang cố gắng là
sử dụng đúng không? Sử dụng luôn, thử sử dụng luôn. Đấy, những cái từ mà mình vừa mới học nhá. Tôi đang cố gắng sử dụng thử ngay lập tức những cái từ mà mình đã học. It is cá, tức là cái từ nào ấy mình học rồi đúng không? Thì mình cố gắng là gì đấy? Vận dụng nó đúng không? Thử sử dụng nó luôn. It is cá để ghi nhớ cái từ đó. Ok, it is cá. Rồi câu số 4 nhá. Con đang biết sổ cứ đi cái xa mai dù nhìn xì mát. Còn mang nghĩa là gì đấy nhỉ? À, cố gắng đúng không? Cứ, mình có động từ là cứ đi cái sử dụng này, cứ đi cái xì mát mình lặp lại. Còn cứ đi cái xa này bằng nghĩa là gì đấy? À, không lặp lại nhá. Tôi sẽ cố gắng để không lặp lại những cái lỗi như thế này nữa. Ý đấy cả, miss sửa lỗi nhá. Con đang miss sổ cứ đi cái xa này dù nhìn xì mát. Đấy, tôi cố gắng để sao đây nhỉ? Cố gắng để không lặp lại cái lỗi như thế này nữa. いいですか?大丈夫ですか?うん。đấy là có chút ý nghĩa với lại ようにします nhá. いいですか?nghĩa là ようにします diễn tả cái sự cố gắng của người nói sẽ làm hoặc không làm gì nhá. Nếu mà sẽ làm gì thì trước ようにします cộng với lại thể được nhá. Verb là ようにします cố gắng làm gì đó. Còn verb này ようにします mà nghĩa là cố gắng không làm gì. Và nhớ là cái thể, cái thì của câu ấy mình chia động từ します nhá. します chuyển về là していますnày hoặc là しましょう này. いいですか?Hãy chú ý để cả sai, cố gắng nhớ ở đấy nhá. Tiếp là thì và thể câu chia động từ します. Ok desu ka? Hãy cố gắng luyện tập và ghi nhớ cấu trúc ngữ pháp này nhá.